Mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho võ sư Tạ Anh Dũng và các học trò của mình. Thưa quý vị và các bạn, quý vị vừa đến với phần trình diễn đồi nổi luyện. Và ngay sau đây, phần tiếp theo đòi hỏi sự vận dụng nội công của mình, đó là phần trình diễn ngạnh công. Thưa quý vị, và bây giờ là đoạn cuối cùng cũng cực kỳ nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn vừa trình diễn xem phần trình diễn của đôi đối luyện và ngạnh công. Và trong những người học trò của võ sư Tạ Anh Dũng, còn có một vị học trò đặc biệt, đó chính là ái nữ, con gái của võ sư Tạ Anh Dũng, Tạ Thị Tú Trinh, sẽ tiếp tục màn trình diễn của mình ngay sau đây. Hãy liên tục, tiếp tục dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp theo người cháu ngoại của võ sư Tạ Anh Dũng, đó là bé Nguyễn Thành Đạt, năm nay vừa tròn 6 tuổi, và phần trình diễn võ thuật của mình. Thank you.
Trịnh Thành Đạt, 6 tuổi. Chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ trở lại với võ sư Tạ Anh Dũng, những người học trò của mình và người con gái Tạ Thị Tú Ninh. Xin chào động kính mời. Một, hai, ba, chào. Xin chân thành cảm ơn.